Hi guys. Hello everyone. Nice to see you guys today. Hello teacher. Hello guys. Good evening. Hello teacher. Good evening everyone. Hello everybody. Hello, teacher. Good evening teacher. Good evening guys. You see a very familiar face in our class today. Hôm trước là cô thấy có nhiều bạn cũng hay hỏi where's teacher Quân đúng không? Where's teacher Quân? Today teacher Quân will join the class and study with us today. Hello guys. Hello nice teacher. You. Hello teacher. Hi everyone. Let's wait Hello, for your friends, teacher. Okay? Hello everyone. Let's wait a little bit for your friends. Các bạn đừng có bấm cho cô cái nút. Các bạn nhớ là đừng có bấm cái nút remote control giúp cô nha. Ok. Anh Minh nè. Ok. Anna cũng vậy nha. Tụi con đừng có bấm vào cái nút remote control ở cái hàng trên giúp cô nha. Ok guys. Let's wait a little bit, a couple minutes for your friends to join the class. Các con đợi cho các bạn của mình vài phút nha. Your friends are joining the class right now. We have done this one, right? Remember last time I tell you guys to go home and then rewatch the video so that you guys can listen to the story, right? You guys still remember teacher Quan, right? I remember Tường Vy, you asked about him a lot. You even named yourself as teacher Quan, remember? Whether he's Tường Vy in the class. I think she hasn't joined the class. Okay. Your friends are joining the class now. Now, I want you guys to listen. Today we're going to try to finish the lesson first. We're gonna try to finish the lesson first. Then I think about 20 minutes, about the last 20 minutes, we're gonna play a game, but not quizzes or a book it. We're gonna play a different game today. Okay, guys. Now, please listen to... okay, it's okay, Minh, it's okay. Cô nghĩ các bạn cũng hay bị bấm nhầm đúng không? Tại vì nó gần cái nút các bạn phóng to lên á, nên là nhiều bạn cũng hay là bấm nhầm nhiều lần ấy. But it's okay. So, what you have to do today? You guys will have to role play with these. Remember, I told you guys to come home and then listen to this one more time. So now I will let you guys listen one more time and then I will invite some friends. I will invite some friends. One will be the mother, one will be the daughter, and then one will be the narrator. Okay, guys, ready? Get ready, everybody. We're going to listen one more time. Unit 5, page 56. Activity 5. Listen and read. Story: All Kinds of Weather. 1. Isabel is happy. Today her class is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots, water, and snacks. 2. Isabel's mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Why? Is it rainy? 3. She doesn't want Isabel to get wet. No, not right now. But yesterday it was rainy. Oh. 4. She doesn't want Isabel to be cold. And last night it was cold and windy. Take your hat and gloves, too. Okay. 5. Isabel tries to reassure her mom. But mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen, too. 6.
Now Isabel is ready for all kinds of weather. Now you're ready. Okay, so who's ready? Who's ready to role play? Please raise your hand, okay? Press the raise hand button for me, please. Yes, I can see some of you raise your hands. Now, I want to invite three friends, okay? Yes, Vic Fung. Okay, because you're a first person, which one? Which one do you want to choose? Which character? The narrator, the mother, or the daughter? The narrator. Okay, Vic Fung, you will be the narrator, okay? The next one, Fung Tao, please. Yes, you will be the... I will let you choose the mother or the daughter. The mother or Isabel. Which one? Phương Thảo muốn làm nhân vật nào này? Mother or Isabel? Which one? Nhân vật nào cũng được. Okay, so you will be Isabel, okay? You will be Isabel, and then yes, Mai Trang, you will be the mother, okay? So there are only three characters, okay? So focus, guys. Big Phương, remember this one. 1, 2, 3, 4. Cái này nó hơi bị ngược một xíu. 1, 2, rồi đến 3, 4 ở dưới này. Sau rồi mới đến 5, 6 ở bên đây. Các bạn lưu ý cho cô nha. Okay. Now get ready, guys. Start now. You guys can start now. It's your turn, Big Phương. It's your turn. Isabel is... Isabel is happy. Today her cat, Glass, is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots. Water is nice. Isabel's mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your coat, raincoat, and umbrella. Your turn, Isabel. Your turn. Oh, Isabel, you turn off your sound. Okay, again. Why? Why? Is it raining? Yeah, is it raining? Good job. She doesn't want Isabel to get wet. No, not right now, but yesterday it was raining. You can say, oh, yeah? Oh, an expression. Mm-hmm. She doesn't want Isabel to be cold. And last night, it was cold and windy. Take your hat and glove too. This one. Here. Okay. Okay, good job. Then Isabel tries to reassure her mom. Mm-hmm. But mom, it's warm and sunny today. It's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen too. Good job. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Your turn, Mai Trang, your turn. Now you're ready. Good job. Well done, three of you. Well done, everybody. Now, one more group. Okay, one more group. Let's invite. Okay, Tường Vy, I want you to be the narrator. Okay, Tường Vy will be the narrator. Phúc Nguyên, you will be the mother. Okay, Tường Vy, can you turn on your sound? Tường Vy mở được. Okay, yes. Tường Vy, you will be the narrator. Okay, cái người dẫn chuyện á là Tường Vy nè. The mother will be Phúc Nguyên, and one more will be Isabel. Let's invite. Okay, Chi, please. No, Chi, I will invite you. You will become Isabel. Okay. Now, Ngọc Chi will be Isabel. Tường Vy will be the narrator, and Phúc Nguyên, you will be the mother. Okay. Now, guys, please start. Your turn to read. You're first. Isabel is happy. Today her class is going on a hike.
I'm ready for my hike. I have my hiking boot. Yeah. Hiking boot, water, and snack. Wait a minute. Isabel, number two. Isabel's mother doesn't think Isabel is pretty. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Oh, wait. Fourth point again. Not a minute. You say minutes. Again, minutes. Minute. The right minute, not minutes. Okay, good job. Minutes. Now your turn. Why is it rainy? Mm-hmm. Number three here. The way, your turn. She? She doesn't want Isabel to get wet. Mm-hmm. No, not right now. But yesterday, it was rainy. Oh. Good. She doesn't want Isabel to be cold. And last night, it was cold and windy. Take your hat and gloves too. Okay. Isabel tries to reassure her mom. Isabel tries to reassure her mom. Good job. But mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen too. Good job. Number six. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Good job, Lee. Now you're ready. Good job, everyone. Well done. Good job, guys. Mà cô con có một thắc mắc đi cô. Yes, yes. Có tỉnh yesterday là hôm qua mà cô. Yes, yesterday chính là hôm qua, đúng rồi. Chị thắc mắc chỗ nào? Yesterday, what's wrong with yesterday? Nó ghi là no, not right now, but yesterday it was rainy thì liên quan gì tới những ngày sau đó mà cô bé number one, wait, what number? Number three, right? Ý của mẹ nè. Thường á, có phải là thường con thấy hôm qua mưa đúng không? Thì có khả năng hôm nay mình cũng có thể mưa. Thường là trong mùa mưa thì ngày nào nó cũng sẽ hơi có mưa đúng không? Cho nên là mẹ mới nói là nhưng mà hôm qua là mưa nè. Cho nên là mẹ muốn đảm bảo là bạn Isabel không bị ướt thì bạn phải mang theo. Không muốn bạn Isabel bị ướt mà đúng không? Chứ bây giờ thì mưa, nếu mà bây giờ mưa thì chắc chắn là con phải mang dù rồi đó. Nhưng mà mẹ chưa biết được là hôm nay trời thời tiết ra sao đúng không? Nhưng mà mẹ hôm qua thì lại có mưa nè. Nên có thể là hôm nay vẫn có thể có mưa sao? Đó, cho nên là mẹ mà, bởi vì là mẹ mà con phải sợ con mình bị ướt đúng không? Đó, cho nên là bạn mẹ mới kêu là thôi mang dù đi, coi như là mang tất đó. Lúc sau thì bạn mới nói là tại vì hôm nay warm with sunny nè. Đó, thì cuối cùng là mẹ mới kêu là vậy thôi, lấy sunglasses với sunscreen đi. Đó, chị hiểu chỗ này chưa? You understand this one? Dạ hiểu rồi. Okay, good job, chị. Thank you so much. Now, you guys did a very good job. Well done, everybody. Good job. So now, I have some questions for you guys, okay? Some questions. Now, who can answer for me? Number one, how was the weather the day before? The day before. You guys know the day before? Let's invite some friends, okay? Let's see. Can you help me? Oh, wait. Can you help me, Thiên Phương, please? Thiên Phương, can you help me? I see that you raised your hand, right? Can you help me answer number one? How was the weather the day before Isabel's hike? The day before. Phương nghĩ the day before là ngày nào? The day before hike. Trước cái chuyến đi hiking này nè, thì the day before nó là ngày nào? Phương biết không? Ngày tiếp theo ạ. Ừ, không phải là ngày tiếp theo. Nếu mà tiếp theo có nghĩa là ngày mai đúng không? Ở đây nó sẽ đồng nghĩa với lại yesterday. Yesterday, cái ngày trước đó. Cái ngày trước khi mà Isabel đi hiking á, đúng không? Đó, thì the day before nó giống như là yesterday thì đó. Cái ngày trước khi mà Isabel đi hiking, đi leo núi đó. Okay, so how was the weather the day before Isabel's hike? How was the weather? It was This was
Rain. It was raining. Okay, good job. Yes, it was rainy the day before the hike. Good job. Well done, Fu. One more friend. Answer number two for me. Let's see. Yes, Fu An, can you help me? How was the weather the night before hike? The night before, not the day, but the night before. It's cold and windy. Yeah, it's cold and windy. Well done. In picture four, right? In picture four, it was cold and windy last night. Last night, như vậy nó đồng nghĩa. The night before, cái đêm trước khi mà đi hiking á, thì nó đồng nghĩa với là tối hôm qua. Last night. Well done, Phương An. Good job. Well done. Now, one more. Yes, Ngọc Khuê, please, can you answer number three? How was the weather on the day of the hike? The day of the hike. Rồi, How was the weather on the day of the hike? Cái ngày gì? Đúng cái ngày đấy luôn. Đúng cái ngày hiking luôn. Thì nó là thời tiết ra sao Khuê? How was the weather on the day of the hike? It's warm and sunny. Yeah, warm and sunny. Good job, warm and sunny. Good job Khuê. Well done. Now the last friend. I want you to take a look at Isabel's clothes and then tell me what is Isabel wearing today on the day of the hike. Let's see. Okay. Okay, I will invite you. Harry, your name is Harry Potter. Yes. What is Isabel wearing? Yeah. What is Isabel wearing on the day of the hike? Can you tell me? Look at her. Look at her clothes. How is Isabel wearing a pair of sunglasses? Okay, good. A pair of sunglasses. Hello, what else? A pair of umbrella. An umbrella, okay. Hat. A hat, good job. A red hat, right? What else? A bag. A bag? Bag what? A pink bag. A pink bag, or you can say, nếu mà con muốn nói là cái ba lô á, mình muốn thay vì mình nói chữ bag, có nghĩa là một cái túi đúng không? Mình chỉ nói là cái túi, cái cặp nói chung thôi. Còn ở đây là muốn nói rõ là cái ba lô màu hồng luôn. Thì con sẽ dùng từ gì? Harry, you remember? Bag, gì đó? Bag. Bag. Bag what? Bag gì? Bag. Bag. Backpack. Yes, good job. Again. A pink backpack, right? A pink backpack. Pink backpack. Good job. Well done. What else? Còn gì nữa nè? A t-shirt. A t-shirt. Yeah, a white t-shirt, right? Good job. What else? A brow paint. A brow paint. Are you sure? A brow paint. Pants. Brow pants. Brown pants, right? No, if you say you have to say a pair of, right? Good job, brown pants. What else? And? A pair of shoes. Shoes. I don't think they're sandals, right? Yeah, they're shoes. But there are one more thing, Harry. On her hands. A pair of gloves. Well done. Well done. You have all of the clothes, right? Mẹ ơi. Well done. Good job. Mẹ. Này mẹ gọi con à. Good job, everyone. Now, thank you so much for answering the questions. Now I have one more task for you guys to practice, okay? Well, one person will be Mom and one person will be Ellie. But first, we're going to listen to this conversation, okay? You guys will listen and then I will invite two friends, okay? Two friends, one will be Mom and one will be Ellie. Now, let's listen to the conversation, guys. Unit 5, page 58, activity 8. Listen and read. Say. Eli, you can't go out dressed like that. But Mom, it's not cold. It's just rainy. It's windy, too. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Aw, Mom, I hate that raincoat. What's wrong with that raincoat? Everyone knows it was my sister's. I can't wear a girl's clothes.
Wear it today, and you can get a new raincoat. A boy's raincoat? Yes. It's a deal. Okay, now who's ready? Who can be the mom? Who can be the mom? Yeah, I can see some of your friends and raise their hand. Huyen An, please. You will be the mom, okay? And An Hoa will be Ellie. Mm-hmm. Huyen An will be the mom and An Hoa will be Ellie. Wait a minute. Wait. Okay, now you can start. Huyen An, you can start first. Ellie, you can't go to dresses like that. You don't say dresses. Wait, cái kiểu này thì Huyen An đọc cho cô này. Ellie, you can go out dressed. Nó có cái âm t, t ở đuôi. Nào, nó cũng chỉ là một âm thôi. Dressed. Again, Huyen An. Dressed. Good. Yeah, exactly like that. Again. Wait, Khoa. Huyen An, again, the first line, the first one. Ellie, you can't go out dressed like that. Now your turn, Khoa, your turn. But? But, Mom, it's not cold. It's just rainy. It's just rainy. Okay, just. Mm-hmm. Now your turn, Huyen An. It's windy too. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Oh, Mom. I hate that raincoat. What's wrong with that raincoat? Everyone knows. Evening. Again, everyone knows. My sister. I can wear a girl clothes. Okay. Now, Mom. Wear it today and you can get a new raincoat. A boy raincoat? Yeah, a boy raincoat. Đúng rồi, câu hỏi thì mình sẽ lên giọng. A boy raincoat? Yes. It's a deal. Okay, it's a deal. Có nghĩa là okay mẹ, thỏa thuận như vậy nha mẹ. It's a deal. Okay, good job. One more pair. Bình An, can you help me? Can you turn on your sound and help me? An có thể giúp cô không nè? I can see that you raise your hand. Okay, you will be the mom, okay, An? You will be the mom. Mm-hmm. Can you say something? Can you hear me? An có nghe thấy cô không? Yes. An có... Okay, you will be the mom. Okay, An. An sẽ làm đóng vai cho cô là mom nha. And Xuân Thủy. Okay, you will be his son. You'll be her son, okay? Yeah. Now you can start. An, now you can start. Ellie. You can go out. Dressed like that. Con không thể ra ngoài và mặc đồ như vậy được. Yes, good job. Next one. But Mom, it's not cold. It's just rainy. Good. It's windy too. I don't want you to get sick. Good job. Please wear your raincoat. Please wear your raincoat. Good job now, Thuy. Mom, I hate that raincoat. Good job. What's wrong with the raincoat? Good job. Everyone knows it was my sister's. I can't wear a rose coat. Good job, Hoi. Wait,
It's today, and you can get a new raincoat. Good job. A boy's raincoat? A boy's raincoat? Yes. It's a deal. Yeah, it's a deal. Okay, good job, guys. Well done, Anne and Thuy. Ah, good job. It's a deal. Thank you, Thuy. Yes, thank you so much. Đó, thỏa thuận như vậy nha mẹ. Đó, ý của bạn là vậy đó. Như vậy là bạn sẽ đồng ý mặc cả raincoat của sister một lần nữa thôi. Sau đấy thì we'll get a new raincoat, right? A boy's raincoat. Now, one more time, the last time. Okay, let's invite some of your friends the last time. John, okay, John, and Khoi, please, John and Khoi, John will be the mom, and Khoi will be her son, okay? John, you can start first, you can start now. Ellie, you can go out dressing like that. But mom, it's not cold, it's just rainy. Mm-hmm. It's windy too. I don't want to get sick. Again, I don't want you. I don't want you to get sick. I don't want you to get sick. Please wear your raincoat. Good job. Oh, Mom, I hate that raincoat. Yeah, good job, Hoi. What's wrong with that raincoat. Đúng rồi, lên giọng một xíu. Raincoat, good job. What now is what my sisters, I can't wear a clothes. Yeah, a girl's clothes. I can't wear. Con không thể nào mặc đồ của con gái được. Đúng không? Yes, good job. Now the mom. Where is today? Can you get a new raincoat. Good job. A boy raincoat? A boy's raincoat? A boy's raincoat? Yes. Raincoat? Yes. It's a deal. Ah, it's a deal. Yes, good job. Well done. It's a deal. Good job, everyone. Well done, Khoi and John. Good job. Thank you guys so much. Now, before we continue the lesson, I want to talk a little bit about the homework. À, cái homework này là cô có đăng vào trong cái group rồi đấy, nhưng mà bây giờ cô sẽ nói lại một xíu nữa nha. So you guys will have to film a video, okay? In that video, I have to wear a lot of different clothes. À, để mà mình nói được nhiều thứ hơn thì con có thể gọi là mặc được nhiều thứ nhất cho thôi. Có thể cô có ghi trong cái đấy đấy rồi con phải gì? Ví dụ mình có cái nón nào mình có thể đội lên nè, có nón rồi mình có thể có mắt kính mình cũng đeo vào nè, rồi có khăn choàng mình cũng dùng luôn cũng được, dây nịt, rồi áo quần, vừa có áo trong mà vừa có áo khoác bên ngoài nè, quần nè, rồi có vớ, có giày các kiểu luôn. Sau đấy thì các con có thể nhờ ba mẹ hoặc là bạn bè của mình nó quay clip lại, sau đấy vừa miêu tả, ví dụ con đang đội nón thì có thể nói I'm wearing a hat, a jacket, và các bạn nhớ là dùng thêm cái color cho cô. Ví dụ áo khoác màu đen thì các bạn có thể nói cho cô là a black jacket, quần đùi màu gì đó, ví dụ như vậy, a pair of purple shorts. Đó, các bạn cố gắng mặc trên người mình càng nhiều món quần áo khác nhau càng tốt. Sau đấy thì mình sẽ nói cho cô, mình tự miêu tả bản thân mình đang mặc cái gì, và các bạn nhớ là phải quay mình mặc đồ như thế nào để mà cô xem thử coi là tụi con có dùng đúng từ hay không. Mình phải quay mình mặc đồ như thế nào nha. Ok. Và để mà nếu mà bạn nào muốn mà mình nói được nhiều hơn á, thì các bạn có thể ngoài quay đồ của mình, các bạn có thể quay món đồ, hoặc là như cô có nói là mình lên mạng mình tìm hình của những cái người khác nhau mà mặc đồ như thế nào đó, tụi con chỉ vào và tụi con miêu tả cho cô xem thử. Hoặc là có thể mình có thể quay cả ông bà, ba mẹ, bạn bè của mình cũng được. Ví dụ mình quay vào hôm đấy là mọi người mặc đồ gì, thì con sẽ quay vào thì con cũng dùng những cái cấu trúc hôm bữa đến giờ đó. What is she wearing? Mình sẽ trả lời cho các câu hỏi đó. What is she wearing? What is he wearing? Sau đấy thì các bạn cứ trả lời cho cô nghe. She is wearing cái gì đó. Ví dụ như cô thấy là có Mai Trang cũng đã nộp bài rồi nè, Châu nè, đó, Minh Châu đã nộp bài rồi nè. Mà Minh Châu phải ra con không cần phải đọc lại từng câu một. Ví dụ như Minh Châu nói là she is wearing cái này, xong rồi she is wearing cái này, I am wearing cái này.
À, thì con chỉ cần nói chung lại I am wearing, sau đấy thì con cứ kể ra. À, không cần phải lặp lại. Nếu mình lặp lại nhiều thì nó sẽ bị lặp từ nhiều, đúng không? Cho nên là Châu thực tế là không cần phải lặp lại là I am wearing cái vế đấy nhiều. Con chỉ cần nói là I am wearing cái gì đó thì con kể ra tiếp cho cô, mình liệt kê ra hết cho cô. Ok. Well done, good job. Cô rất là mong đợi những cái bài của các bạn nha. Film the video, ok? Film the video and then post in the group. Các bạn cứ quay cho cô cái video đấy, sau đấy thì post vào trong cái group Facebook của mình. Ok guys. Nếu mà bạn nào muốn xem kỹ hơn cái mà cô nói, cái homework đó, thì các bạn vào cái group Zalo, các bạn kéo lên trên đó, thì cô đã có đăng về cái bài tập của mình rồi, thì các bạn có thể xem lại nha. Ok. Now we move to the next one. Ok, I have some questions for you guys and I want some of you to answer the questions for me. Bảo, ok, Bảo, when do you wear a raincoat? When? In what kind of weather will you wear a raincoat? Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Oh, now he's disappeared. Now I will invite someone else. What about, let's see. Strawberry, can you help me? Can you help me, Strawberry? Can you answer the first question? When do you wear a raincoat? When do you wear a raincoat? Can you turn on your sound? If you cannot turn on your sound, so what about Thanh Duy, please? Thanh Duy, Trần Thanh Duy, can you help me? When do you wear a raincoat? When do you wear a raincoat? When, khi nào? When? Yes. When? When, khi nào? When do you? Như vậy can you answer? Khi trời mưa thì con nói như thế nào? Đúng rồi. Oh, when it's rainy. When it's rainy. Đúng rồi. That's how you answer the question. Good job, Yui. When it's rainy, right? Good job. What about you, Yui? When do you wear a hat and gloves? When do you wear a hat and gloves? When it's cold. Oh, yes. Good job, Yui. Yeah, when it's cold, right? When it's cold, you can wear a hat and gloves. You can warm. Good job. Keep warm for your body. Good job, Yui. Well done. What about you, Xuân Đức? Yes. What about you? When do you wear sunglasses and sunscreen? When do you wear sunglasses and sunscreen? You guys know sunscreen? You guys know sunscreen? When you go to the beach, right, you have to wear sunscreen, right, on your skin. So that you cannot get burned. You don't have to get burned. Can you turn on your sound? Đức, can you turn on your sound? Okay, so what about Như Ý? What about you, Như Ý? When do you wear sunglasses and sunscreen? When do you wear sunglasses and sunscreen? I wear wearing sunglasses and sunscreen is sunny. Ah, when is, so you can say, I wear sunglasses and sunscreen when it's sunny. Ah, when it's sunny. Good job, well done. Yeah, you have to wear sunscreen, right? And sunglasses. Good job, E. Well done. Good job, E. Good job. Now, one more friend. Let's see. Okay, Phương An, can you answer one more for me? When do you wear a hat and gloves? When do you wear a hat and gloves? When is cold. Yeah, when it's cold. Yeah, it's good job when it's cold. Well done, Phương An. Good job. Thank you guys so much for answering these questions. Now, we move to the grammar. So there are two type of questions right here. One is for the present. One is for the present. Có nghĩa là ở hiện tại. Hiện tại là today. Cô ví dụ là hôm nay nè. Ví dụ tụi con muốn thắc mắc thời tiết hôm nay như thế nào? Thì mình có thể hỏi là how is cũng được. Mà thường thì con thấy là người ta sẽ nói như thế nào? Người ta sẽ nói tắt lại đúng không? How's the weather today? How's the weather today? How's the weather today? Và còn nếu mà mình muốn hỏi về yesterday, it's the day before.
có nghĩa là ngày hôm trước đó. Ngày hôm trước đó thì có nghĩa là ngày hôm qua, đúng không? The day before. Đó. Thì mình sẽ có là how was. Thì ở đây thì các bạn đã biết một bên mình phải dùng thì hiện tại, một bên là ngày hôm qua rồi thì mình phải dùng gì đó thôi, thì quá khứ. Ở đây thì mình vẫn chưa có học kỹ về thì quá khứ là gì. Thì ở đây mình sẽ dùng cho câu chữ was. How was the weather yesterday? Thời tiết hôm qua thì như thế nào? How was the weather yesterday? Thì như vậy thì tụi con phải trả lời thay vì là it is hoặc là it's. Mình nói tắt lại là it's, đúng không? Ở đây thì thường là mình sẽ dùng cách nói tắt này. It's. It's hot and sunny. Có nghĩa là à, hôm nay thì trời nóng và có nắng. Okay? But for yesterday, you don't say it is. You don't say it is. You have to say it was. It was. Hôm qua thì nó có nhiều gió. It was windy. Okay? So you remember how is. Sự khác biệt ở đây này là cách dùng từ đầu tiên là mình có này. À, mình có chữ today and yesterday. Then we have was and is. Okay? Now I would like to invite one pair. You will practice. You will ask two questions. You will talk about the weather today and the weather yesterday. Okay, Ngọc Khuê and Mai Trang, please. Ngọc Khuê and Mai Trang. Mai Trang would ask about the weather today, and Ngọc Khuê will talk about the weather yesterday. Mm-hmm. You can start first. Trang can start first. How's the weather today? Can you answer, Khuê? Where you? How's the weather today? Hot and sunny. Really? Today is hot and sunny? Mình sẽ trả lời theo cách của mình á. Con sẽ tự trả lời á. Mình thử tự trả lời thời tiết hôm nay con thấy như thế nào luôn. Không cần phải nói giống trong cái bài này. It's cold and rainy. It's cold and rainy. Yeah, true. It's a little bit cold and rainy. Good job. Now you will ask your friend Jane, okay? How was the weather yesterday? It was cold and windy. Cold and windy in your place. Okay, Jack, good job. Well done, you guys. One more pair, please. One more pair. Huyền An and Xuân Thủy, please. Huyền An and Xuân Thủy. Huyền An will talk about today and Xuân Thủy will ask about yesterday. Okay? Yeah. You can start first, Huyền An. You can start first. How is the weather today? Thời tiết hôm nay như thế nào? Can you answer? Can you help your friends, Thủy? Yeah. It's cloudy and cold. Okay, well done. Good job. Now your turn, Thủy. How was the weather yesterday? How was the weather yesterday? It was cold. It was cold. Well done. It was cold. Good job, both of you. Well done, everybody. The last pair, okay, the last pair, I want to invite, let's see, Harry, can you help me, Harry? Harry and Tino. Okay, Harry, wait for your friends, Tino, okay? Let me turn on his sound. Tino, yeah. Can you turn on your sound? Okay, can you turn on your sound now? Cô mở tiếng cho Tino rồi đó. Yes, yes, okay. So, Harry, you will talk about the weather today. Hello, teacher. Hello. Okay, Harry, you will talk about the weather today. And Tino, you will ask about the weather yesterday. Okay? Now, Harry, you can start first. You can start first. How? Was the weather yesterday? Okay, you can ask that. Okay. How was the weather yesterday, Tino? How was the weather yesterday? But it's cold. Yes, yes. How was the weather yesterday, Tino? Your friend. It was. Yeah, it was what? Cold. Cold. Okay, it was cold, right? Okay. Now you ask your friend Harry. Tino, you ask your friend about the weather today. You asked about the weather today. How is the weather today?
Good job, Tino. Harry, can you answer? Cold and rainy. Ah, it's cold and rainy. Okay, guys, well done. Good job. It's cold and rainy. So right now it's kind of cold and rainy today in all places. Okay, good job, both of you. Well done. Right now. Okay, now we're going to do this one. Okay, after doing this one, we're going to play a game. Okay, I will let you guys play a game. So for this one, please pay attention to the first sentence. Okay, they use today or yesterday. Mình xem thử coi là người ta dùng là hôm nay hay là hôm qua để mà mình có thể trả lời chính xác được. Ok. Ok, John giúp cô là không bấm vào cái nút kế bên coi là con bấm nhầm vào cái chữ remote control nha. Ok. Now, I want you guys to share your answer in the chat box for me. Please share your answers in the chat box, then I will invite each of you to answer the question. So for number one, you can look at the picture, right? It's Friday. Today is Friday. So you have this one. So they choose sunny. What about the other pictures? What about the others? Các bạn nhớ giúp cô, các bạn đừng có bấm vào cái nút có chữ remote control nha. Okay, các bạn giúp cô đừng bấm vào cái chữ remote control giúp cô nha. Lacey, can you help me with that? Lacey đang bấm vào cái nút đấy liên tục nè, con đừng bấm vào cái nút đấy nha. Now, let's see. Oh, you guys have. Yeah, I want you guys to write in a full sentence. In a full sentence, not only the word. I want you guys in a full sentence. Look at the picture. Okay, look at the picture. So number one, they said today is Friday. So for Friday, which one is Friday? Theo thứ tự thì mình sẽ có Friday is this one, right? So it is sunny. Look at the picture. You guys will know this is sunny, right? So what about number two? Today is Monday. Ví dụ như hôm nay nè, người ta nói là hôm nay là thứ Monday. Monday là thứ mấy nhỉ? Mọi người biết không? Monday. Hôm nay là Monday thì thời tiết của mình sẽ như thế nào đây? What is the weather like? Write for me in full sentence, guys. Các bạn viết cho cô vào cả câu luôn. Ở đây thì cái nút đó là các bạn bấm thì nó sẽ hiện lên trên màn hình của cô á, cho nên là các bạn không bấm được cái nút có cái chữ này giúp cô nha. Ok. Các bạn mà bấm thì nó sẽ liên tục hiện trên màn hình đó. You guys use the correct word. Các bạn đã dùng được rất là nhiều cái từ đúng này. Còn nếu mà viết cả câu thì sẽ... yes. Ok, good job. Cô hỏi là An ơi, con không bấm vào cái nút đấy giúp cô nha. Các bạn không bấm vào cái nút này nha. Ok, Bình An nè. Con không bấm vào cái nút giúp cô nha. Raining. For number two, are you sure, Khôi? Number two. Let's invite one friend, okay? Ngọc Khuê, can you help me with number two? Today is Monday, so how's the weather today? Today is Monday, so how's the weather? It's rainy. Rainy? For Monday, okay, is it rainy? Let's see. It's snowy. Snowy, so you change to snowy. Okay, let's see, is it snowy or rainy? Yeah, it's snowy. So you look at the picture, right? M is for Monday. So it's snowy, not rainy. Good job, Quay. Well done. Now, what about you, Wing? Can you help me? Number three. Yesterday was Tuesday. Yeah, Tuesday. It's rainy. Yeah. Are you sure it's rainy? Are you sure it's raining? Nguyên để ý rằng cái cấu trúc câu của mình đúng chưa nè. Yesterday, người ta nói là yesterday was rainy, it was Tuesday, hôm qua là thứ ba nè. Như vậy thời tiết hôm qua như thế nào? Thì mình có dùng it xong nguyên mà mình dùng là gì? Mình dùng là gì đó? You remember? It was rainy, good job Nguyên, thank you so much. It was rainy, good job, not it is, okay, ý nè. Ở đây ý ghi là it is đúng không? Nhưng mà bởi vậy ở đây tại sao mình không ghi là it is? Bởi vì nó không phải là today, nó không phải là hiện tại mà là chuyện đã qua rồi, chuyện hôm qua rồi. Yesterday was Tuesday, hôm qua là thứ ba nè. Thì thời tiết hôm qua ra sao? Thời tiết hôm qua là nó có trời có mưa. It was rainy. So you have to say it was, not it is. Nó có là sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Các bạn nhớ phân biệt cho cô ở đây người ta dùng là yesterday hay là today. Okay? What about number four? What about number four? Tony, can you help me? Tony? Today is Wednesday. So what is the answer?
Today is Wednesday. Như vậy thì thời tiết hôm nay như thế nào? It's cloudy. Again, louder. It's what? Again. One more time. It's cloudy. Ah, okay, you say cloudy, right? It's cloudy. Good job, because you can see a lot of clouds here in the picture, right? A lot of clouds. So it is cloudy, and because it is today, so you have to use it. Good job. Now, one last friend, Ngọc Chi, please help me with number five. Can you help me with number five? Number five, yesterday, yes. And Thursday. Yesterday was Thursday. Again, yesterday was Thursday. Yesterday was Thursday. Ừ, như vậy là thời tiết hôm qua là hôm nào? Hôm qua là thứ năm này. Thì thời tiết hôm qua như thế nào, Chi? How was the weather yesterday? Windy. Ah, so the whole sentence, cả câu luôn, Chi, cả câu cho cô luôn. The whole sentence. Yesterday was Thursday and it was windy. Yeah, it was windy. Well done, Chi. Good job. It was windy. Well done. Thank you guys so much. Good job for today. Now you guys can know how to use the weather in different days, right? Today or yesterday. Ah, well done, everybody. Remember, it is and it was. Ở đây thì các bạn cần phân biệt cái câu it is for the present and it was for the past. Okay? Có hai cái mình chỉ cần phân biệt. Hai cái này là mình có thể dùng đúng được rồi đó. Xem thử coi là người ta đang dùng trong quá khứ hay là hiện tại, hôm nay hay là hôm qua. Đó, thì các con sẽ dùng như thế này cho cô. It is và it was. Okay? Good job, guys. Well done. Now, before we stop, we will play a game. Okay? Today, we're not going to focus on quizzes or look it like the other days. We're going to play a different game today. I think some of you know how to play this game. I think some of you already know about the game. You guys know this game, Hangman? Have any of you ever played Hangman? I think it's a very common game for you guys, right? So for this one, because we are playing in the same class with a lot of people. So for each friend, I will invite you. Then you will tell me what are the four letters that you choose. Mỗi bạn thì sẽ có 4 cơ hội. Cô sẽ mời mỗi bạn và mỗi bạn sẽ nói cho cô nghe 4 cơ hội của mình là 4 chữ cái khác nhau, các con chọn chữ cái nào, đúng không? À, không quan trọng là đúng hay sai, chỉ cần hết 4 lần thì cô sẽ mời qua bạn khác. Thì bạn nào may mắn là người chọn ra được đúng cái từ đấy, thì có nghĩa là cái vòng đấy thì mình sẽ có điểm, đúng không? Ok. Cho đây là chắc chắn là những cái người đi đầu tiên thì sẽ hơi bị thiệt một chút, đúng không? Bởi vì những người đi đầu tiên là mình chưa có đoán ra được cái gì hết, mình phải tự đoán đầu tiên. It's a little bit hard for the people who go first. But today we're going to start the game with the topic about clothes. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với topic là clothes này, with the topic clothes. Okay, so who want to go first? Who want to go first? Let's invite some friends. Remember, each of you can choose 4 letters, okay? Yes, I can see that Mai Trang, you raise your hand first. Okay, you remember the topic is about clothes, okay? The topic is clothes. What is the first letter that you choose? The first one? It's T. T, okay, let's see. Is there any letter T? No letter T, Jang, no. There isn't any letter T in here. Okay, wait, Jack, để cô chỉ cho các bạn. Thật ra khi mình để cô chỉ các bạn cái này để mà sau này các bạn có chơi trò này á, thì mình cũng sẽ biết cách chơi luôn. Thì thường á, tụi con thấy là trong tiếng Anh á, cái từ nào đa phần tất cả các từ vựng của mình nó đều sẽ có nguyên âm. Nguyên âm là cái phần gì? Cái uể oải nó nằm bên tay trái của cô này, Trang thấy không? Nó là ghép lại thành được cái chữ uể oải này, đúng không? Là để mình nhớ này, cách để tụi con nhớ được 5 cái nguyên âm này. Thì trong tiếng Anh, trong bất kỳ từ nào, tụi con cũng sẽ thấy nó sẽ có cái chữ, nó sẽ có nguyên âm trong đó. Cô ví dụ nè, go nó cũng có o nè, hay là birthday là nó sẽ có i với a nè, hay là bất kỳ cái từ gì, cô ví dụ như là rainy nè, đó nó cũng sẽ có a với i nè, windy cũng vậy nè, cũng có i nè, đó từ nào nó cũng sẽ có nguyên âm trong đó hết. Cho nên là thường những cái bước đầu tiên á là Trang có thể giờ đoán những cái nguyên âm. Cái này cũng là một cái tip cho các bạn sau này mà có chơi với các thầy cô á, thì các bạn có thể nhớ mình sẽ chọn những cái nguyên âm đầu tiên cho cô. Đó. Ok, now which one do you choose, Jay? Your second choice, your second chance. It's I. I, ok, you choose I. Is there any letter I?
No letter I, ok. Đối với nguyên âm bên đây thì người ta sẽ không có vẽ cái hình lên mà chỉ có vẽ khi mà con chọn sai ở bên đây thôi. Ok, no letter I, nhưng không có letter I trong đây rồi. Trang, which one? The next one, your third chance. Your third chance. Câu hỏi thứ ba của Trang nè. Your third chance. Is I. Which letter? Which letter? Louder. What letter? I. I? I? It's I. A, A. Okay, A. Let's see. Is there any letter A, Trang? Is there any letter A? No, there isn't any letter A in the word. You're not very lucky. You're not very lucky. So what is the last letter? Trang còn câu hỏi cuối cùng nè. The last letter. Which one did you choose? It's E. E, okay. Yeah, there's one letter E, but you don't have any chance anymore. So now I will invite one more friend. Okay, thank you, Trang, so much. Well done for finding out the letter E. Trang đã rất là tốt này, đang giúp cho chúng ta tìm ra được letter đầu tiên rồi. It's letter E. Now, who want to go next? Okay, what about you? Can you help me? Lemon, right? I cannot hear you. Speak louder, please. I cannot hear you. Oh, there's a problem with your mic. Cô nghĩ là micro của con có vấn đề đó con. Cô không nghe được Lemon nói. Okay, let me turn on the mic again. Okay, đâu cô mở micro lại nè. Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Okay, fix your mic. Okay, then I will invite you later. Fix your mic. Now, one more friend. Okay, Anne, yes. Anne, can you help me? Bình Anne nè. Can you help me? Con chọn từ nào? C. Which letter? B. 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 This one, right? You choose this one? B. Is it this one? Yeah, okay. Let's see. Is it B? Is there any letter B? No letter B. Ah, there isn't any letter B in the word. L. Okay, you choose letter L. Let's see. One letter L. One letter L. Anh có mường tượng ra được cái từ nào chưa? Có mường tượng ra được từ nào về close chưa? You have two more chance. You have two more chance. Anh còn hai cơ hội nữa nè. Two more chance for you. Which letter? W. You choose W. Okay, let's see. Is there any W in the word? No W. Okay, your last chance. Last chance. M. What letter? What letter? M. M? Okay, let's see. M. No letter M. No letter M. But it's okay. Good job for finding out letter L. Well done. Good job, Anne. Anne đã tìm giúp cho chúng ta được letter L rồi nè. Good job. Now, one more friend. Okay, Hoàng Linh, can you help me? Can you help? Bạn nào mà đoán được cái từ đấy thì mình cũng phải cố gắng đoán cho cô từng cái chữ cái nha. Bởi vì ở đây nó không có cái chức năng là cho mình cái từ đấy luôn. Cho nên là các bạn mà biết từ gì rồi, các bạn cũng phải cố gắng đoán cái từ đấy cho cô. Okay, Linh, what is your first option? Lựa chọn đầu tiên của Linh là gì nè? What is the first option? It's C. C. It's C. No C, no C. Linh, chắc là Linh là lượt gần như là cuối cùng rồi đó. Lượt của Linh là gần như là cuối cùng rồi đó. Ở đây mình còn khoảng có 4-5 cơ hội nữa là xong game này rồi đó. Try your best, Linh, try your best. Is O. O? No, one letter O, one letter O. It's a T. T, T. Let's see, is there any letter T? Oh, I think we already used letter T. Mình đã dùng letter T rồi thì phải nè, cô không thấy letter T ở đây. Which letter? Which letter? Is H. H? Let's see. Yes. No H. No H. No H. Your last chance. Your last chance, Linh. Câu hỏi cuối cùng của Linh nè. Linh có đoán is... ra gì chưa? I. I. Again, what letter? R. R. R, you mean this one, right? Yes. Let's see. Is there any letter R? No letter R. But it's okay. Thank you so much for finding out letter O. Let's see. Who got the answer? Các bạn nào có được câu trả lời chưa?
Có bạn nào ở đây là tìm ra được câu trả lời không ta? Ok, à, bây giờ để mà mình bảo đảm được bí mật này, cô sẽ xem thử coi bạn nào mà tìm ra câu trả lời. Can you raise your hand in front of the camera? Bạn nào mà đã có được câu, theo các bạn là đã có được câu trả lời cho cái từ này thì các bạn giơ tay ở trước màn hình cho cô xem nè. I think you have the answer. Yes, can you help me? What word is this? F. F? F? F, letter F. Is this this one? Is it this one, Tony? Is it this one? Yes. Ah, no letter F. Các bạn chuẩn bị thua rồi nè. Mọi người chuẩn bị thua rồi nè. Tony có nghĩ ra được từ gì chưa? Con có nghĩ ra được cái từ này là từ gì chưa? Khoảng một, đây là cơ hội cuối cùng của mình luôn á. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của mình luôn á. Cô thử xem là có bạn nào đã nghĩ ra được đáp án chưa nha. Cô thấy cũng có một vài bạn giơ tay nè. Can you help everyone? Yeah, anh Minh. Yes, can you help me? Anh Minh, what word is this? Be teacher. Yeah, but what word is it? Đâu Minh thử nói cho cô nghe cái từ mà Minh nghĩ là cái từ nào. What word? Minh có nghĩ ra được cả từ chưa? Minh có nghĩ ra được cả nguyên một từ luôn chưa? Minh đã nghĩ ra cả từ chưa? Chưa teacher. What is it? What is it? Again, again. G teacher. G? Yeah, but what is the word? Ý của cô là Minh đã có nghĩ ra cái từ đó đấy chưa? Cái từ đáp án của con, theo con đó, đáp án của mình đó là từ gì á? Theo Minh đáp án của mình là từ nào? Minh chưa nghĩ ra teacher. G, you mean G? G? Cái từ của mình nguyên một từ luôn. Minh có thể đọc cho cô nghe cái từ đấy là gì không? Em chưa nghĩ ra teacher. You haven't thought, okay. Bởi vì ở đây là chỉ còn một cơ hội thôi, cho nên là mình cô muốn mời một bạn nào mà nghĩ ra được cái từ đấy luôn. Okay. Như vậy là cô sẽ mời thử một bạn nào mà nghĩ ra được đáp án rồi nha. Now, yes. Huyền Anh, do you know the word? What word is it? It's wrong. Hình như là cô nghĩ rồi, Huyền Anh đấy đúng rồi đó. Yes. Now, what is the Vietnamese meaning of that word? What is the Vietnamese meaning of that word? Cái nghĩa tiếng Việt của từ đấy là gì Huyền Anh? Cái nghĩa tiếng Việt của từ đấy là gì? Là cái từ mà Huyền Anh nói đó, cái từ mà Huyền Anh nói đó. Cô nghĩ là Huyền Anh nói đúng rồi đó, nhưng mà Huyền Anh đọc chưa có đúng lắm. Nên là cô hỏi cho chắc ăn thử xem là Huyền Anh nói đúng từ chưa. Là cánh tay ạ. Ok, good job. So what is the first letter? Huyền Anh có được từ đúng rồi đó, nhưng mà Huyền Anh thử nói cho cô xem là những cái chữ cái còn lại là gì nè. What are the other letters? Is G. G. Good job. What else? Again, again. V. V. And the last one. What is it? A. Good job. Well Gloves. Done. Gloves. Like a găng tay của mình nè. Well done, guys. Well done. Now, one more word. Okay, before we stop, one more word for you guys. This word has 5 letters. Okay, who wants to go first? Let's see who wants to go first. Okay, Như Ý, can you go first? Can you help me? Which one do you choose? So you have 4 chances, okay? Ý sẽ có 4 cơ hội nha. 4 chances. Yes, you, Như Ý. Yes, you. Can you turn on your mic? Ý mở micro của con được. Yeah, yeah. Okay. Which one do you choose? Ý chọn cái nào đầu tiên nè? What letter? What letter? Louder, please. It's S. S, S. Is it this one? Is it this one? Phải cái này không ý? Yes. Two S. Wow, two S. Hai letter S. Một cái ở đầu, một cái ở đuôi nè. Ý có mường tượng ra được chưa? Ý mà chơi lượt đầu tiên mà đoán được từ nữa là rất là giỏi luôn đó. You have 3 more chances. Ý có 3 câu hỏi nữa. Cố lên. Try your best, try your best. What is the next letter, do you think? Theo ý là cái nào đầu tiên, tiếp theo nè. What is the next letter? R. You mean this one? Is it this one? Yes. Okay, is there any letter R? No letter R. Two more chances for you. Two more chances. Try your best. Two more chances. What is the next letter? What is the next letter?
It's what letter? What letter? K. K? You mean this one? K? You sure? You sure? Ý chắc chưa? Mm? Or you want to change? Ý có muốn đổi thành letter nào khác nữa không? K? Sure. Okay, let's see. Is there any letter K? Wow, one letter K. So do you have the word now? Wow, you have S and K. You have three positions. Ý đoán được cho các bạn đến 3 vị trí luôn. Wow, only two more. This is your last chance. Đây là cơ hội cuối cùng này. Nếu mà ý đoán được cái từ đấy nè. What is the word you think? A. A? Let's see. Yes. No A. Okay, that was your last chance. No A. Okay, good job. Well done. Now I can see that Harry, you raised your hand. Yes, can you help me? You have four chances, okay? Yes. Which one do you choose? This O. O. You choose letter O, right? O, this one? Yes. Wano, so I think you know the word. Yes, good job, Harry. Well done. So what letter? What is the missing letter, Harry? What is the missing letter? C. C. Good job. Yeah, socks. They are socks. Well done, Harry. Good job. Well done. Thank you so much. Good job, Harry. Well done, everybody. So because we don't have time left, it's 9 p.m. right now. So we're not going to play anymore. Uh-huh. We will play again the next day, okay? Hôm tiếp theo thì cô sẽ lại cho các bạn chơi game nha. Uh-huh. And a lot of you guys like quizzes and book it, right? So I promise the next day we're gonna play about quizzes and book it, okay? Hôm sau thì cô sẽ cho các bạn chơi lại book it với quizzes nè. Các bạn rất là thích chơi quiz đúng không? Đó. Hôm sau thì cô sẽ lại cho các bạn chơi quiz với book it nha. Okay guys, well done for today's class. Hôm nay là các bạn đã làm bài cho cô rất là tốt nè. Các bạn là dùng từ rất là ok nè. À, bây giờ các bạn sau khi mà mình học nhiều buổi thì khi mà cô mời các bạn để role play đó, các bạn đóng vai đó, các bạn cũng biết cách để mà nói chuyện. Ví dụ như các bạn dùng câu hỏi nè, các con biết là phải lên giọng ở cuối câu nè. Well done. Hồi xưa là các bạn chỉ đọc bình thường thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mời bạn nào cũng làm được hết trơn á. Bạn nào cũng biết là phải nhấn nhá làm sao, lên xuống như thế nào nè. Good job everybody. Good job for today's class. So I already told you guys about the homework, okay? Don't forget to do the homework. Bạn nào vẫn chưa làm bài thì tụi con nhớ là mình về và mình tiếp tục làm bài cái bài của cô nói đó. Cô thấy là có một vài bạn đã nộp rồi, ví dụ như Mai Trang nè, Châu nè, đó. Một số bạn là đã nộp bài rồi đó. Ok, well done everybody, good job. Now, please say goodbye to your friends, ok? The class will stop here and I will see you guys on Saturday, ok? I'll see you guys back on Saturday. Goodbye. Bye bye.